Vị thi thay ra xa rợt chân đọc chùm lịch sống khăn sống khăn. Đài nét bác bó rợt chân cú tệ đăng nơi rợt đầy liền. Chia thông mà đã, bí lực bác bó nơi rợt đầy liền. Tại chưa bật tế phát với bác xem xin đôi chỉ. Bí bác khăn nông cảm ơn phần. Phần miên tật lịch, phần rợt ẩn. Bí bác chăm phần. Cả khôi khát phần này khăn cảm rợt chân. Bằng có ai miên chết chết đàm. Sự sử dụng bộ mẹ bộ phẩm, nâng bệnh dân mất tầng ổ, chết tí cổ rút rộp ản. Nơi khốn nông video này, khám mại mẹ đĩa, nâng lước dọc bí vị thi thay ra xa rực chứng, nơi rộp đời phương liên thả lẹ. Tạo miễn vị thi xâm khăn là vậy khá, khốn nông ca thay ra xa rực chứng, nơi rộp đời phương liên. Đảm bây giờ chị em chế bá, xong bộ mẹ bộ phẩm nâng bệnh dân mất tầng ổ, chú lùm tu xa nào video này, đối tỏ tử. Open time đáy, auto smart bóng rùm lột sốt mùi rối phía rời. Còn lưu xâm khăn đọc giảng đảm bây chi viên hà nịp hầy để lại các miền khôn lòng phê lạc bò rợt dân nơi rợt đầy phliếng miền đối kháng cọng. Tí mùi, bị nứt bà bòn phương bòm phư phá lợi rợt bò rợt dân. Cả mơ khơn chữ bạc, nơi phê lạc bò chỉ phần này mùi chạm bạch bòm phót xâm rạp cả bác bò rợt dân nơi phê lạc dục ở rư phê lạc phliếng khẳng. Đối này hỏi, nẹ trớ bà cót hà. Trong kiên phần này khang mục, nâng phần này khang cao rượt dân đầm nà cả là ổ trên nịch. Bảo sân bảo trong kiên rượt bảo lục nẹ miễn sạp hiếp sở ạp. Phương mơ từ mình sâu phử. Nẹ cú dọc rượt dân từ xâm ạp trong kiên chỉnh. Rứ bắt đầu âm phương thamay tại mặt đoàn. Tí bì, bị nứt phần này kênh chọc phía đầm bố rượt dân. Bảo sân bà rượt dân nẹ miễn đầm bố kênh chọc thuyết bạc chia bạc thầm. Nẹ trời dọc chất tốc đạc khăn nông ca chết mưu. Nấu đầm nà ca bật ở rước bà kênh chọc đầm bố khăn lỡ. Thả tả viết đầm nà ca thoa mặt đá rưu tỷ. Lớp bình đi thật tiệt đàm bày chi viên phép mình bạc rạc đầy nà mùi. Đôi chì ca bất mình chịch đòi xa thu lý đầy. Rưu miễn tất đọc mình hô lỏ. Để chì hết nôm oi miễn ca lịch chếp tất liền. Sở chô lô rượt dân. Tí bầy, bị nứt phát tật. Chỉ mùi khả nền này đã, nẹ trái bị nứt mưu phát tật bạc ca phát tật một cỏi. Chỉ viên, mình ca rõ hại cho bọt tật. Rứ phát tật mình nằm nào cả bọt cỏ đầy. Từ tám cho là nà lươn dứt chế đàm. Tí buồn, trút bị nứt phát tật chương cao mưu rượt dùn. Pêl nẹ bạc bò cắt tật. Rứ chót khả nông tật chìm đầu na mùi. Tật ai chỉ liếp chồn. Khả nông cương bằng cùng mũi châm nuôn này phần này kháng cổ ổng ở đọc bó rượt dân bản. Đối này, nẹ trái bình nất mưu bà bọn chương cổ ổng rượt dân. Chí viên và nhà hà tất triệp đó tí tăng sau vật tập hiệp nạ mũi bản. Nẹ trái trút bình nất tư lưu bà lỏng ta ở viên miên rộng bột. Rư rơ lung còn lại nạ mũi lưu ọt. Nâng trái bình nất mưu cả lấy triệp miên đôi chỉ. Bốm, cái tên mà xín, nâng bà ọp lê chế đảm. Bà ca xâm khăn mùi tiệt, trái bình nất mưu cao su ca bia đầy. Miễn đôi chỉ, cao su, rứ tiêu trong cốt, cao su abu dế. Cao su tương ổn ý, cứ xâm rạp ca bia đầy, nâng tắc mình ao chồn. Nếu bên nẹ bạc bò cắt tật cắt phụa, để ai thư ai cứ mong cung phần này khăn cảm trẻ. Thư ai cả bạc bò miễn bà nhà. Trong nói chăm bạch mùi tiệt, nẹ trái bình nất mơ cà lê khoảnh. Bảo sân bà cà lê khoảnh như đất dân nẹ, rồi lùng. Nâng thơ ai bà bòl, đòl ca đạ lê. Thơ ai đất dân còn trạng nơi bếp bạc bò. Mà giang tiệt, trái trút bình nất bình bỏng. Thả tá, miên ca lịch chếp đa dư tỷ. Chí viên bà nhà hạp xem xín, đàl ai cà miên bếp bạc bò phá lạch ngài. Tí pram, trút bình nhật prapon frang rượt dân. Frang, cứ chi prapon mùi đo xâm khăn, đôi prapon xem xinh tiết đáy. Đài miên nơi khăn tà ràng trút bình nhật rượt dân phong đáy. Nẹ cú dọc rượt dân từ trút bình nhật đào chiêng châm niên. Nếu dân là thán, đàm bây thư nê thả, sạp bạch frang nơi miên cầm rạc kra. Mình khói cun lập hiệp, mình tay bằng nọ. Nẹ trút bình nhật bình frang phong đáy. Tí pram mùi, trút bình nhật phần này xài pin rượt dân. Đào xa tại xài pin tầng này. Vừa một pi cơ sử. Hẹt nơi hơi. Bảo sân bảo viết đạch.
ឬ រហែក ម៉ាស៊ីន ទាំង អស់ ក្នុង រថយន្ត និង លែង ដំណើរ ការ កត្តា មួយ ទៀត គឺ ពេល ដែល ខ្សែ ពាន ទាំង នេះ ត្រូវ ទឹក វា បង្កើត ឲ្យ មាន ភាព រអិល ធ្វើ ឲ្យ មាន ភាព លំបាក ក្នុង ការ អុស ម៉ាស៊ីន ដូច្នេះ ហើយ អ្នក គួរ ឧស្សាហ៍ ឆែក មើល ខ្សែ ពាន ម៉ាស៊ីន កុំ ឲ្យ មាន ការ លិច ធ្លាយ ទឹក ពី គម្រប រថយន្ត ចូល ទៅ ខាង ក្នុង និង គួរ បដូរ វា ចោល ពេល ដែល វា មាន សភាព ចាស់ ខ្លាំង ទី 7 ត្រួតពិនិត្យ សម្បក កង់ រថយន្ត ការ ត្រួតពិនិត្យ សម្បក កង់ មិន សំដៅ ទៅ លើ សម្ពាធ កង់ មួយ មុខ នោះទេ យើង ត្រូវ ត្រួតពិនិត្យ មើល កាល បរិច្ឆេទ នៅ លើ សម្បក កង់ ប្រសិន បើ សម្បក កង់ រថយន្ត ផុត ថ្ងៃ កំណត់ អ្នក ត្រូវ បដូរ ចេញ ភ្លាម ទោះ បី ជា ក្រឡា កង់ នៅ មាន កម្រាស់ ក្រាស់ ក៏ ដោយ មួយ វិញ ទៀត អ្នក ត្រូវ ពិនិត្យ មើល កម្រិត នៃ កម្រាស់ សម្បក កង់ ដែល បាន កំណត់ ដោយ រួម ចាក់ ផ្ទាល់ ថា ដល់ ពេល ដែល ត្រូវ បដូរ សម្បក កង់ ហើយ ឬ នៅ ទី 8 ត្រួតពិនិត្យ មើល អាគុយ របស់ រថយន្ត អ្នក គួរ ពិនិត្យ នៅ លើ ក្បាល អាគុយ ប្រសិន បើ ក្បាល អាគុយ មាន ស្នាម អ្នក គួរ យក ទឹក ក្តៅ មក លាង សម្អាត ត្រង់ កន្លែង ដែល មាន ស្នាម ដែល អាច បង្ក ឲ្យ មាន បញ្ហា ពេល បញ្ឆេះ រថយន្ត ម្យ៉ាង ទៀត គួរ ពិនិត្យ កម្រិត អាស៊ីត ក្នុង អាគុយ បើ កម្រិត អាស៊ីត ឡើង ខ្ពស់ នោះ បញ្ជាក់ ថា ដល់ ពេល បដូរ អាគុយ ថ្មី ហើយ ទី 9 លាង សម្អាត និង ប៉ូលី រថយន្ត ឲ្យ បាន ត្រឹម ត្រូវ នៅ ក្រោម លក្ខខណ្ឌ អាកាសធាតុ សើម វា ជា ការ លំបាក ខ្លាំង ណាស់ ក្នុង ការ លាង សម្អាត ស្នាម ទឹក ជាប់ នៅ លើ ថ្នាំ រថយន្ត ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ការ លាង និង ប៉ូលី រថយន្ត បាន ត្រឹម ត្រូវ អាច ជួយ សម្អាត ស្នាម ទាំង នោះ បាន ការ សម្អាត កញ្ចក់ រថយន្ត បាន ស្អាត ល្អ ក៏ អាច ជួយ លោក អ្នក ឲ្យ បាន មើល ឃើញ ច្បាស់ ពេល បើក បរ ផង ដែរ ម្យ៉ាង ទៀត លោក អ្នក គួរ ប្រើ ទឹក ជូត កញ្ចក់ ដើម្បី សម្អាត កញ្ចក់ ជុំវិញ រថយន្ត ឲ្យ បាន ស្អាត ល្អ ទី 10 ត្រូវ ប្រឹង ប្រយ័ត្ន កុំ បើក បរ លឿន នៅ ពេល ភ្លៀង បន្ទាប់ ពី អ្នក បាន ធ្វើ តាម គន្លឹះ មួយ ចំនួន ដែល បាន រៀប រាប់ ខាង លើ អ្នក ក៏ ត្រូវ តែ មាន ការ ប្រឹង ប្រយ័ត្ន ឲ្យ ខ្ពស់ ពេល បើក បរ នៅ រដូវ ភ្លៀង អ្នក មិន ត្រូវ ចាប់ ហ្វ្រាំង បន្ទាន់ ភ្លៀង ភ្លាម នោះ ទេ ហើយ ត្រូវ រក្សា គម្លាត សុវត្ថិ ភាព ជានិច្ច ការ ធ្វើ បែប នេះ នឹង ជួយ រក្សា លំនឹង កង់ ជៀស វាង ការ រអិល អ្នក គូ បើក បរ នៅ ជួរ កណ្ដាល នៃ ផ្លូវ ព្រោះ ពេល មាន ភ្លៀង ធ្លាក់ ផ្នែក សង ខាង នៃ ផ្លូវ តែង តែ មាន ទឹក លិច ដូច្នេះ ហើយ ដើម្បី ជៀស វាង បញ្ហា ទាំង អស់ នេះ អ្នក អាច យក រថយន្ត ទៅ យានដ្ឋាន ជួសជុល និង ថែ ទាំ រថយន្ត ដើម្បី ឲ្យ ជាង មាន ជំនាញ ច្បាស់ លាស់ ធ្វើ ការ ត្រួត ពិនិត្យ ឬ ជួសជុល រថយន្ត នេះ មុន រដូវ វស្សា ខិត ជិត មក ដល់ សូម អរគុណ ចំពោះ ពុក ម៉ែ បងប្អូន និង ប្រិយ មិត្ត ទាំង អស់ ដែល បាន ចូល រួម ទស្សនា វីដេអូ នេះ តាំង ពី ដើម រហូត ដល់ ចប់ សូម កុំ ភ្លេច រង់ ចាំ ទស្សនា វីដេអូ បន្ទាប់ ពី ខ្មែរ Media